cho chúng con mình và máu của Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự mình nộp mình chịu khổ thì người cần lấy quanh ta ơn mẹ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thế giới sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con đã làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là một việc đức tin.